Ê, cá bự. Ê, ê. Rồi. Còn không? Hãy đón cho mình tất cả mọi người cái thanh long hello. Chào bạn. Hôm nay mình làm gì anh em? Lâu rồi mấy anh em chưa vận động tay chân luôn rồi. Vận động sao? Coi nè. Chào mọi bạn đã đến với cuộc đấu chó luôn nè. Đây là hai chó chuẩn bị vô trận đấu nè. Chuẩn bị vô đấu nè. Vô cô lên, cô lên. Cô lên, cô lên. Cô lên. Chó hỏi, vậy là vận động cho chân á hả? Chơi kỳ vậy. Trời ơi. Vận động cho chân gì kỳ với mấy ba. Coi như là nãy giờ mấy này để chơi chơi không nha mọi người. Giờ mình đi sinh tồn, đất luôn. Dạ. Đi đi anh em. Dạ. Đây các bạn, mình mới thấy được trái bình bát. Đù. Đâu. Chín không, chín không? Chín. Không. Chín thì bất gì không nổi anh nội. Ông bay ra nha. Sao cái bình bát nổi gì? Đù. Hả? Bình bát như một trái bình bát chín gì? Đi hết, mày đâu có biết trái bình bát đâu. Chắc các bạn bên trên Sài Gòn không biết cái này tên gì đâu ha. Cả lắm nó chịu. Theo đó kìa ơi. Theo đó. Giờ hồi đó chưa biết, giờ biết rồi. Đó hồi chưa biết chứ anh bác giờ biết rồi. Mà anh bác này ăn không nhẹt lắm. Sao? Béo mà nhẹt. Nhẹt. Nó là nhát nè. Cá cho bá luôn hả? Rồi để xuống quay nó thử. Ồ, sao nước nóng vậy? Có không? Ê, cá bự. Rồi. Còn không? Còn không? Trời ơi, con cá lóc cái gì vậy? Cá lóc. Thánh thần ơi. Một mình nó lại không kịp. Hình như họ mới đem được cái ống. Trời ơi, có cá không? Có không? Ê, tôi nghe tiếng con gì nhảy nhảy trống mà. Đó, đó, đó. Chơi, chơi. Chơi, cái chơi, cái chơi, cái chơi. Coi chừng nha. Đù, hay ta. Coi chừng nha hả? Hả? Thằng này si, coi chừng có gì quậy mày. Để vô rồi, một em cá chơi. Quá đã, quá đã, quá đã. Để vô rồi, một em cá đầu tiên. Quá đã. Phải sao muối. Anh Hồ đây thể hiện. Tao cởi áo rồi, tao bay không lại không cởi. Đúng rồi. Tao bay cởi thì tao không cởi. Ừ. Nó có cởi đâu. Ống dài dữ vậy hả? Ống này ống bự lắm á, ống bự chà bá rồi. Ờ, cái ống giòn luôn. Vậy mới có chứ. Từ hồ tới ngọc luôn kìa. Vậy. Em bờ đi, em bờ. Đây anh bờ thử coi. Hai anh yên bệnh cái đầu lại rồi đem lên cho mọi người. Dạ. Vô ốc nhiều vậy. Con cá mới phóng mày nha. Con cá. Ê, tắng, đưa cái bao lên. Cái bao hả? Cái đó cái bao mày hả? Cái này lọc dở lên cho nước chạy ra đầu này. Cá về. Cá đâu? Đu. Dạ. Rồi, ngon. Không. Đây là một con cá chê. Cá chê nhỏ có cái chê bự á. Chắc không? Chắc, kiếm hàng đi. Đây rồi, một em cá chê tiếp theo nha, ngon lành rồi. Ê, dạ. Đây có mấy cái trái nhãn lồng nè. Mấy trái chín là ăn được. Sao hồ? Đu. Hình như hổ được con cá rồi. Một em cá rô phi. Ba em cá rô phi. Chụp con trên bờ cho nó đi. Xương bắt thì tắng. Có hàng mồi rồi hả? Có mồi rồi. Ủa cái hang bự dữ trời. Cái mày hang nào không lấy con trâu vậy? Đù. Thành lọc có được con cá nữa kìa. Quẩy rồi. Một em cá rô nha đúng không? Rõ tiếp. Hai cái tay à. Ngon lành. Hai cái kia đi trên bờ cho lụm nha. Ấy rồi nữa. Phóng tiếp rồi, hả? Cái gì vậy? Gì vậy? Đâu giá nè. Giá là bán 1 tỷ nha. Đi qua thôi. Đi qua bên cái gì đó, đi qua bên Hàn Quốc cưa ra. Ủa qua Trung Quốc chứ, cưa ra trong chổng có quá hạch cháu. Ôi trời ơi. Ông nãy. Ông nói gì vậy? Chưa nãy.
cái ông chú nãy giờ người nãy gặp ông chú đó, ông kêu đăng ký kênh cái ông cười quá trời cười. Ông mới nói gì á mà sao quá không nghe nổi. Đu. Quên cho bạn xem rồi. Mày mới bắt ra mày chọi lại nữa rồi, hoài vậy. Một cái gofi đi mọi người, ngộ chọi chán luôn rồi. Mở cà cài. Thấy đồ gì mày cừ cừ đây. Cái gì vậy? Gì vậy? Gì cừ á? Có gì đâu cự. Ê coi được nhiêu cá rồi. Gì vậy? Còn cá đâu? Cá đâu? Cá đâu rồi? Biết nữa. Cá đâu? Không có con gì. Giỡn rồi ba. Hỏi lên quýnh mày nè. Đâu đây nãy tao bắt nè. Đâu? À đây mọi người mấy con cá này nha. Từ từ. Nè hai cá chê, hai cá ukui nè, con cá rô. Ok. Úp. Ba cá ukui lận. Rồi đi đi. Nắng quá. Tiếp đi. Gì vậy? Gì hồ? Cá lén mày. Rồi sao? Cá lén. Chị là bắt công nhân à? Bắt công nhân là gì? Cái len có ai qua? Rồi đâu ra có len với ai dục nó như lại trong ta đi. Ừ, cái lấy là có chuyện. Không lấy nhào lấy, bắt cầm đi. What the hell? Đánh các thanh niên trong tem đây phương nhau nè. Đây là ôi ôi bà tôi mới vô hả? Đây là hình ảnh đang yêu yêu thương nhau nha. Ôi bay vô miệng luôn rồi. Trên đường của mình kiếm vô bắt cá khác thì thấy ổ chim. Đâu? Đây. Không có đâu. À đây trên đây cái tổ chim nha mọi người. Đó nó xạo mẹ. Cái chân có con chim mẹ chấm mất. Không. Đâu? Nhắn tin nhỉ. Cái lỗ nó đâu vậy? Cái lỗ bên đây nè. Cái chân giữa nè. Không thấy cái lỗ luôn. Chim nhỏ mà chim sâu cái gì á. Tổ này như tổ cũ rồi, bỏ cái gì vậy? Chứ là nè, để lại bên trong kít này. Đầu cái bạn đó đó nó cơm tấn mà xong. Giữ vậy ta. Hôm nay mình sẽ múc bay cà na nha. Đù, giữ. Rồi ăn đi, múc bay đi. Mới bay nha. Giữ rồi. Ừ, cà na không chết rồi. Sao vậy? Hơi chua. Cà na nhỏ xíu mà cũng chết. Thôi đi xin tồn đi, hai cái kia xin tồn nắng hơn cả. Bắt cá nó giờ nắng ngồi ăn đó. Đi. Giờ mình sẽ đi đằng kia mình mồi cá nha mày. Sao? Mình mới có hai con cá. Đi nãy giờ vòng hoài luôn. Sao? Gần. Đi. Ba mày đi đâu? Chỗ nào? Đằng chỗ hả má, chỗ hả đi sau chuột á. Sao nhái ông nội ơi. Gì? Sao nhái. Gì hả? Đi không? Thôi ngồi đi tao mày đi. Đi hồ. Chứ? Gì vậy? Con chuột chết đuối kìa. Ủa sao đuối? Chuột chết đuối hả? Ăn hút á. Giờ nước như cái biển luôn kìa. Ừ, chỗ đây nước quá trời nước luôn nha mọi người, không biết mò được cái hang mấy cái hang kia không nữa. Đây người ta gãi hút chuột nha, chuột nó ăn vô nó ngủm nha chứ không phải chết đuối như hồ nói đâu nha. Đó, giờ anh đi hồ sẽ bắt đầu xuống hồ nha mọi người. Ôi, nước mát lắm. Thấy không? Mấy anh niên kia ở đáng đợi luôn rồi, để cho anh đi hồ gánh tem mà. Ở đây gì mày, để mía hay cỏ mày? Cỏ cho bò ăn. Đây mấy cỏ gì quên tên này. Cỏ lao hả? Ờ cỏ dồi. Ờ cỏ dồi, cỏ lao. Cỏ dồi. Biết sao đặt tên là cỏ dồi không? Cỏ dồi quá. Tại vì cỏ nó bự như con dồi. Rồi tính ra mày cỏ dép á, tao thấy nó cũng cỏ dép heo nữa trời. Gánh. Gánh thiệt chứ. Có hang không? Có. Mà không có cá. Buồn vậy. Mấy kia nó đẳng đợi thiệt luôn á trời, nó không đi lại luôn. Chắc vậy rồi. Ủa trời ơi. Gì vậy? Gỗ xưa. Nãy đóng giá đã rồi đúng không? Bây giờ gỗ xưa bán 5 tỷ. Ghê không nội. Coi chừng ngữ coi có mùi không? Có mùi thơm là chầm hương á. Thử coi. Hôi quá. Hôi quá. Cái nào thơm là chầm hương đó ba. Đây mọi người có nguyên bầy cá cà phê trong bên này bên đây nè. Kìa nó đang ghĩa trong cỏ kìa. Cỏ đó nó đang bơi đó, đang bơi đó. Thấy không vậy? Đó. Nó ghĩa không cỏ kìa ba, đó con cá cà phê đang ghĩa không cỏ đâu mọi người. Ba thằng bay làm gì nãy giờ kêu chuyện ngồi đây đúng không hả? Nói vẽ được tác phẩm rồi ba. Hả? Đâu? Nè. Trời mày vẽ lên cái chân mày luôn hả? Đù quá vậy. Đù. Đù mình. Mắc cười kìa. Trên đây hình gì? Trời ơi. Thằng này thiệt hơn chứ. Quả gì chứ. Đã hai niên hồ đổ cá qua cho mọi người xem nha.
Nè mấy nè mình giống đi tấu hại hơn là đi sinh tồn, bắt không được bao nhiêu cá nha. Không hỏi lúa người ta mới xạ mà xuống đó mà đạp mà hú hú mà quýnh bây giờ. Đây rồi mấy em bắt được 2 em cá chê, 3 em cá rô phi với 1 em cá rô nha. Ok. Nói chung là giờ mấy anh em mình sẽ đem cá này vô cho Thanh Niên Hồ tổng bổ nha mọi người. Để clip sau nó quay nó gánh anh em mình tiếp nha. Giờ thì đến đây video anh em mình cũng xung áo lộn cũng xin kết thúc nha mọi người. Thấy video hay nhớ lại cho anh em mình một like, một subscribe. Các bạn chào tạm biệt, cảm ơn ơi. Bye.